sống xứng với Chúa. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu hôm nay cất tiếng mời gọi con người, cách riêng là người môn đệ. Chẳng những lắng nghe, đi theo, mà còn phải hy sinh và từ bỏ nữa. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy. Và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Nghe lời tuyên bố của Chúa Giêsu ở trên. Mỗi người chúng ta nói gì và trả lời ra làm sao đây? Tiêu chuẩn để làm môn đệ Chúa Giêsu với đòi hỏi thật gắt gao. Ai muốn theo Chúa Giêsu phải yêu Chúa hơn cha mẹ con cái có người đặt câu hỏi phải chăng điều răn thảo cha kính mẹ yêu thương yêu thân cận bị đảo lộn rồi hay sao? Nghĩa là để đi theo Chúa Giêsu người ta phải dành hết tình yêu đối với Chúa, người theo ấy, phải phân định và lựa chọn giữa Thiên Chúa và loài người, Thiên Chúa phải là nhất, yêu cha mẹ và đồng loại nhưng yêu Thiên Chúa hơn vì ngài là đấng dựng nên cả cha mẹ chúng ta nên chúa giêsu yêu cầu con người dành cho ngài một vị trí đặc biệt và cao nhất tuy nhiên dường như trở ngại lớn nhất không phải là người thân cận hoặc cha mẹ anh chị em của cái, mà là cái tôi cái tôi cũng phải nhường bước cho dây liên kết với chúa giêsu nên ngài thêm kẻ nào không vác thập giá mình mà theo thầy ấy, thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất và kẻ nào đánh mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Thì ra con đường của các môn đệ là theo Chúa Giêsu đứng bị đóng đinh, con đường chịu mất chính mình để tìm lại được chính mình. Như Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viết Con đường chịu mất chính mình là điều cần thiết đối với con người Và nếu không có điều này thì nó không thể tìm lại được chính mình Ngày nay thưa anh chị em Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta vác thập giá mà theo Theo Chúa khi chấp nhận thập giá của mình với lòng yêu mến dưới con mắt thế gian, đây là một thất bại. Thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị đã viết như sau. Một cách nhiệm màu, chính Chúa Kỳ tôi chấp nhận chết trên thập giá để nhổ tận gốc rễ tội kiêu căng khỏi trái tim con người và biểu lộ một sự vâng phục toàn vẹn với tình con thảo. Khi tự nguyện chấp nhận cái chết Chúa Giêsu mang lấy thập giá của tất cả mọi người và trở thành suối nguồn ơn thánh cứu độ cho toàn dân. Thánh Sirino thành Jerusalem giải thích rằng thập giá chiến thắng đã soi sáng những ai bị mù lòa vì ngu muội, đã giải thoát người bị tội lỗi giam cầm, đã đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Người ta hỏi: "Chúa Giêsu có thích đau khổ và thập giá không?" Thưa không. Chúa Giêsu đã không đi tìm thập giá và đau khổ ý như thế Ngài thích. Nhưng Ngài vác trên mình thập giá và sự đau khổ đến mất mạng khi phải đáp ứng điều này, hầu giữ được lòng trung thành với Thiên Chúa. Ai muốn đi theo Chúa Giêsu phải đặt sự trung thành với thánh ý Thiên Chúa trên tất cả mọi sự. Vác thập giá mình ấy là từ bỏ ý mình, vâng theo ý Chúa. Ý Chúa muốn ấy, là hy sinh và từ bỏ để sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân. Cơ bản ấy, vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu là liều thuốc chữa chúng ta khỏi căn bệnh ghê sợ là sự trì trệ, u lì, tê liệt và khép kín lòng mình. Không phải ngẫu nhiên, Chúa Giêsu nói đến thập giá. Vác thập giá bước theo Chúa Giêsu không phải là vác đi với những bước nhẹ nhàng. Vác lấy thập giá mà theo Chúa Giêsu có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận bất cứ hy sinh nào vì tình yêu đối với Chúa nhưng chúng ta không vác thập giá một mình vì có Chúa cùng đi ngài đi trước để chúng ta tiếp bước theo sau ngài đi mau để chúng ta được líu kéo dắt dìu ngài nâng đỡ chúng ta bằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa thưa anh chị em quyết định theo Chúa Giêsu là gạt bỏ tất cả hướng về Chúa là sự giàu có đích thực của đời chúng ta. Không gì hơn Chúa, không đặt cái gì trước Chúa. Toàn bộ phải quy hướng về Chúa. Ngài cũng khẩn khoản mời gọi chúng ta dùng mọi cách để đi đến tận cùng là trở nên những môn đệ Chúa. Theo Chúa Kitô, chúng ta không mất gì hết. Chúng ta được tất cả. Như Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhấn mạnh trong bài giảng khai mào sứ vụ giám mục Roma. Ai chấp nhận cho Chúa Kitô bước vào trong cuộc đời họ thì người đó không mất gì cả, tuyệt đối không mất điều gì, làm cho cuộc đời được tự do, tươi đẹp và cao cả. Không, chỉ trong tình bạn với Chúa Kitô này mà các cửa sự sống được mở rộng ra. Chỉ trong tình bạn với Chúa này mà những khả năng to lớn của cuộc sống con người được thể hiện đích thực chỉ trong tình bạn với Chúa này mà chúng ta cảm nghiệm được điều gì là tươi đẹp và điều gì là tự do với sức mạnh cao cả và niềm xác tín lớn lao dựa trên những năm dài kinh nghiệm cá nhân về cuộc sống Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng anh em đừng sợ Chúa Kitô Chúa không đến lấy mất đi điều gì cả nhưng ban cho đầy đủ mọi sự. Ai hiến thân cho Chúa thì được nhận gấp trăm. Phải hãy mở ra, hãy mở rộng mọi cửa cho Chúa Kitô và chúng con sẽ gặp được sự sống thật. Lạy Chúa, trong niềm tin, chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự xin đến giúp chúng con để chúng con thấy rằng trên đường đi có chúa là sức mạnh để chúng con tiến bước theo chúa cho đến trọn đời amen